Hello, my name is Mai. I'm an international student. I'm from Vietnam, kind of a lie. Hello, my name is Mai. I'm an international student from Vietnam. I'm currently studying in Australia at William and Mitch Institute, studying hospitality and tourism bachelor. Tại sao bà lại chọn nó nốt? À, tại sao chọn lúc hả? Ừ, đúng để ý không? À, tại nó có nghị trường tốt, nó nổi tiếng về education, multicultural, khí hậu dễ chịu. Thì cũng nói đến dễ mấy nhưng mà chưa nói thôi. Úc thì có kiểu bị cultural differences á, xong rồi có cái gì cần phải overcome không? Đầu tiên là lúc mới đến lúc là lúc mà giữa mùa đông luôn, cho nên là đầu tiên là bị sốc thời tiết trước, tại vì nó quá lạnh, xong rồi cứ ngồi trong nhà mà bấm điện thoại cho laptop thôi. Lúc mới qua thì phải tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự mọi thứ, không có bạn bè thôi chứ chị cũng đang học ở đây. Xong rồi cũng đi người nọ đi đi với bạn của chị, xong rồi cũng đám cưới của bạn của chị. Mọi thứ văn hóa trong đám cưới nó cũng khác ở Việt Nam, nhưng mà cũng hơi khi nào mình mới thật sự hòa nhập được cái môi trường này người ta. Có việc làm, phải tìm việc làm như thế nào? Nếu mà qua Úc thì cũng phải mất 2 3 tháng để apply tùm lum chỗ hết. Nói chung là international student lúc đó rất kiểu khó kiếm việc á. Xong rồi sau đó thì cuối cùng cũng tìm được việc ở một cái cà phê. Thì làm ở đó thì giúp cho tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái mà làm nước, làm cà phê các kiểu. Với lại thêm cả communication với lại người nước ngoài bằng tiếng Anh. Giờ làm ở đó thì không biết nữa, cảm thấy làm ở sau khi làm ở đó xong thì cảm thấy tự tin hơn. Khi mà học ở Úc xong mà lấy định ở lại Úc không? Sau khi học xong chương trình ở Úc thì sẽ đi tìm việc làm những việc trong nhà hàng, khách sạn, cà phê thứ để lấy kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế, xong rồi sau đó sẽ về Việt Nam để mở business in the industry. Với tình trạng Covid-19 hiện nay, có điều gì để thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của bà? Sau Covid-19, tôi phải học online thay vì học ở trường. Mà cái ngành tôi học lại là ngành hospitality nữa. Kiểu như ngành này nó còn rất là nhiều kiểu thực tập này nọ. Mà tự nhiên học online sao mà không có thực tập được gì hết. Ví dụ như là không được đến nhà hàng để làm mấy cái kiểu bưng bê xong rồi buổi wine tasting ở trường. Thay vì được thưởng thức các loại rượu vang các kiểu. Thì lần này lại là mỗi người ngồi camera xong phải tự chuẩn bị rượu, xong phải tự uống, xong tự mình phẩm qua video hết. Xong rồi việc học phải ở nhà, tự ngồi trong nhà tù túng một mình coi lecture xong rồi coi tutorial này họ rất là khó khăn luôn, tại vì nó cảm giác nó rất là tù túng mà không có cái không khí học hành, xong rồi cũng không xong rồi có cái câu hỏi gì cũng khó hỏi được ai nữa. Xong rồi mẹ tôi thì thay vì tháng 5 về, đến tận bây giờ rồi vẫn chưa về được tại vì không có chuyến bay. Xong rồi phải extend visa thứ ra rất là nhiều. Mà lại tốn chi phí, tốn thời gian, mà lại mất visa cũ, xong rồi ảnh hưởng rất nhiều cái khác. Khi giãn cách xã hội kết thúc, kế hoạch của bà là gì? Đầu tiên chắc là sẽ đi kiếm việc làm. Mà kiếm việc kiểu như là đi thực tập, internship gì á. Tại vì hospitality thì nó cần kinh nghiệm làm việc rất là nhiều. Mà tự nhiên suốt khoảng thời gian giãn cách xã hội không làm được gì hết.
muốn đi làm khách sạn này nọ để được học nhiều hơn. Về gia đình thì chắc mẹ sẽ về Việt Nam. Vừa lúc mà đường bay mở lại mẹ sẽ về Việt Nam liền, tại vì cũng để cho kịp với visa. Xong rồi cũng có thể là tôi sẽ dọn nhà để tiện đi học, tiện mọi thứ hơn. Xong rồi khi mà đã có tiền rồi, nếu như khi đường bay mở rồi, an toàn rồi, sẽ đi du lịch. Có thể là đi Sydney hay là gì đó. Tại vì để bù lại với thời gian giãn cách xã hội quá chán nản ở nhà này.